Đến hết tháng 8 này, 70% học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 để bước vào năm học mới. Đây là mục tiêu được quận Hải Châu đề ra tại buổi phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trên địa bàn quận vào sáng nay, ngày 14 tháng 8. Để đảm bảo 70% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1, đồng thời đẩy mạnh tiêm chủng mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên, tại buổi phát động, quận Hải Châu kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng sự đồng thuận của người dân để việc tiêm chủng đạt hiệu quả cao nhất. Các ngành, đặc biệt là ngành giáo dục và các phường đẩy mạnh công tác truyền thông, rà soát các đối tượng để đảm bảo các em học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng như các lứa tuổi khác được tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thì chúng tôi họp phụ huynh tuyên truyền. Thứ nhất, thứ hai là đồng thời sáng hôm qua họp phụ huynh thì chúng tôi gửi giấy mời 665 giấy mời cho phụ huynh khối lớp 6 đối với những em chưa tiêm sáng hôm nay đến tiêm. Còn lại các em lớp 6 lên 7 cùng lứa tuổi 12, một số em chưa tiêm mũi 1, mũi 2 thì qua cái group thì giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh và gửi giấy mời trên nhóm Zalo vì trong dịp hè gửi đến cho phụ huynh để cho phụ huynh biết và nhắn tin thông báo sáng hôm nay trường trung học cơ sở Tây Sơn sẽ là điểm tiêm chủng phát động và đồng thời phát động chiến dịch. Mà cho con mình tiêm chủng để cho mình học vô với lại bạn bè. Đỡ trong cái bạn bè mà có chuyện gì thì cũng có cái sức khỏe đề kháng được. Thống kê cho thấy quận Hải Châu có 25.725 học sinh trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa con đi tiêm chủng, quận Hải Châu tổ chức hai điểm tiêm chủng tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Định về mặt an toàn tiêm chủng thì chúng tôi các bác sĩ ở đây đều được y bác sĩ ở đây đều được tập huấn rất là kỹ về vấn đề khám sàng lọc cũng như là các cái kỹ thuật tiêm. Chúng tôi cũng trang bị các cái phương tiện cấp cứu kịp thời, đồng thời có sự hỗ trợ của phía trung tâm cấp cứu 115 để đảm bảo là công tác cấp cứu kịp thời khi mà có những cái tai biến xảy ra. Ngay sau lễ phát động sáng nay, đông đảo các bậc phụ huynh đã đưa con em mình đến hai địa điểm quận tổ chức để tiêm chủng phòng COVID-19 cho con em mình. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 trong độ tuổi này tại quận Hải Châu đạt 25,5%. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, với số ca bệnh gia tăng trở lại, các bậc cha mẹ cần đưa con đến tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo thích ứng an toàn trong năm học mới 2022-2023 chuẩn bị bắt đầu.